Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người đã quay lại góc nuôi cá của mình nhé bạn. Bây giờ sáng sớm nữa mình ra mình thăm lại cho bầy cá con của mình ăn các bạn. Đó. Đây, mình mới mua mấy khay nhựa này để từng dòng dòng cá con ra. Đây bầy là coi coi đen sọt ribbon tai bướm phin xe của mình các bạn. Đó. Đây nè. Đây cũng có coi đen sọt mà đều nó có ba đẻ ra được ba con mắt đỏ nha các bạn. Đó, coi đen mà đẻ ra dòng mắt đỏ thì em biết vài bữa lớn thì nó sẽ ra như thế nào các bạn. Đó, coi đen mà đẻ ra dòng mắt đỏ. Đó. Đây. Tâm lại cái bài ạ. Windsor Ribbon tai bướm phin xe đó. Được rất để cả trăm mấy con nha bạn. Đó. Nên bây giờ cũng được 2 tuần tuổi rồi. Mình cả 2 tuần tuổi nha bạn. Thì các con này thì mình cho ăn full cắm thái đó. Các con này mình cho ăn full cắm thái nha bạn. Này. Mình cho ăn cắm 3/5. À, lúc ăn thì các bạn đây các bạn cho ăn ít thôi. Đó, bọc nhuyễn mình ra. Đó. Đó, bọc nhuyễn mình ra bạn, đừng để nguyên hạt đó. Đó chưa? Cá ăn rất dữ mà. Đó. Cho bên mình không có cho ăn cá con ăn bo bo. Đó. Nha. Cá con ăn rất là dữ, đó, cũng là rất là khỏe mạnh đó bạn. Đó. Cá con bên mình là full ăn cắm thái luôn. Mình ăn nè. Bạn thấy không? Đó. Còn nhỏ mà hai tay bơi nó rất là dài đó bạn. Nó hai tay bơi nó rất là dài. Đó, không cho các bạn trong quay lên với bạn thấy không? Đó, hai tay bơi chút xíu à. Mà nó dài thằng lòn luôn. Đó, bầy này tương lai các bạn. Này tương lai. Đó. 2 tuần tuổi. Nhiều bạn hỏi các con bên mình cho ăn cái gì thì mình đó bên mình này cho ăn cắm thái nha bạn. Đó, ăn cắm thái toàn bộ ăn cắm thái nha. Cắm thái nha bạn, cho ăn ít thôi, các con thì mình cho ăn một xíu thôi được rồi. Đây là bầy full red mình nè. Full red này được 3 tuần rồi. Đó, có nhiều con nó lên màu đuôi này bạn. Có nhiều bạn hỏi các con nên nuôi mực nước đó. Đó, hỏi nuôi các con sao cho nó khỏe đó, ăn cái gì đó, thì bên mình cho ăn phun ấm thái, còn nước thì mình các bạn để ít thôi đó, các bạn thấy không, nước mình để ít rác tùm lum la đó. Chưa tới lông tay nè, đây nha. Đó. Những cá mông lớn nó phát triển là rất là khỏe nha bạn. Đó, mình để thí ra luôn. Đó, nước cạn, nó cả cái nước quả mà cá rất là khỏe nha bạn. Đó. Cho các con các bạn đừng nên nuôi mực nước mà cao, đừng nên quá 20. Đó, 1 gang tay nha bạn. Đó, các con thì nó nhỏ, hai tay bơi nó là nhỏ, nó bơi rất là yếu, nó mỗi lần nó bơi lên nó lặn xuống nó lên nó ăn thì nó làm mất sức con cá, thì con cá nó sẽ dễ chết lắm bạn. Đó. Đó, còn mình nuôi nó mực nước mà càng thôi các bạn, 10 phân đô lại nha bạn, 10 phân đô lại đó. Còn nước thì mình nuôi tầm có ba lông tay đó, ba lông tay đó, thì cá rất là khỏe đó. Khi nào mà lên mà cá mà cảm thấy mà lên mà 3 tuần tuổi đến 4 tuần tuổi thì bắt đầu mình cho mực nước lên từ 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 như này thì cá nó mới khỏe được. Đó, đây là bầy là lòng đỏ, vợ ở nhà cho ăn cám nó không chịu nặng, con gái nó kêu à. Rồi chờ ba xíu đó, nặng mình đó bạn, nó nặng mình ra. Cắm thái nó hạt nhỏ rồi mà mình phải nặng nhuyễn ra đó mới vừa được miệng mấy cái con nha bạn.
bên đây cá đang tìm thức ăn này. Đó, ăn khỏe, mình cho một xíu nên nó ăn không hết mà. Đó, một xíu thôi, đừng cho ăn nhiều, nhiều sẽ thừa thức ăn đó. Đó, chừng đó là cả đàn ăn rồi. Đó. Nặng xíu xíu thôi, các con thì nó ăn rỉ cho vui thôi bạn. Rồi còn mấy cá này, cá lớn thì mình chưa ăn cho được chút nữa do mình đi đông cá. Nó phải đưa để bụng đói. Chỗ mình là nuôi toàn bộ nước, các con nước thấp mà, đó. Đó. Nặng nhuyễn ra. Đó. Nuôi mực nước cao nhất thì tầm cỡ 10 phân đô lại thôi, các bạn đừng nên nuôi mà nước mực nước cao quá, nó sẽ làm đuôi sẽ bơi á, lúc bơi hạ mấy các con thì nó thường hay lặn xuống đáy nó bơi lại, làm cao mực nước cao quá thì làm mất sức con cá, các bạn mất sức các con thì các con dễ bị chết đó. Chỗ chặt quá, ngày hôm qua thì mình quay mấy cái đàn cá con bên chỗ mới của mình. Bây giờ mình nuôi quay mấy cái cá con bên chỗ nhà mình các bạn, bên kia nhà vợ. Đàn blue rat mình nè. Đó. Cá màu lớn nè. Thôi video mình cũng xin kết thúc tại đây. Bạn xem hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh các bạn. Đó, xin chào tạm biệt các bạn.